Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục quay thêm một cái video nữa đây. Thì ngày hôm nay mình lại là một buổi sáng sớm tiếp tục với công việc đi làm anh em ạ. Thì sẵn tiện sẽ quay một cái vlog sáng sớm, giọng nó hơi bị cảm anh em, nên nói chuyện hơi khó nghe, anh em thông cảm ha. Lại lấy cái chiếc xe Winner này ra lại tiếp tục review anh em ơi. Đấy, thì chiếc xe này nói chung là hôm nay là một cái chủ đề gọi là sao ta, khá là bình thường rồi. Nói chung quay khá là nhiều rồi. Chiếc xe gắn bó với mình 3-4 năm nay rồi. Thì chỉ yếu giờ mình sẽ có một số lời tâm sự nho nhỏ. Rồi, tiến hành đi anh em ạ. Vừa đi vừa nói nha. Ok. Thì xe thì mình cũng mua được gần 4 năm rồi anh em ạ. Gần 4 năm thì nói chung cũng gọi là sao ta, chạy thì cũng gọi là cày bừa, nói chung là để đi làm thôi anh em ơi. Mua xe không phải là độ đâu gì hết, vấn đề zin, vấn đề đi làm đó. Thì nói chung là cái dòng V1 thì bây giờ là các bạn Winner V1 bây giờ thì nó đã hết sản xuất rồi. Thì may ra thì ra mấy cái đại lý nó vẫn còn bán hàng tồn của Supra GTR thôi anh em ơi, của Indo á, nên nó tương tự với bản Winner V1 thì còn. Chứ nếu bây giờ nói để mua Winner V1 thì khả năng là giờ chỉ còn xe sao ta, chỉ còn xe cũ thôi anh em ơi. Mà giờ chiếc xe này thì nó phải nói là nó quá xuống giá anh em ạ. Giờ chiếc xe này giờ mà mua cũ lại có mười mấy triệu, 20 triệu. Là đối với những xe nào mà mới ken ken luôn đi, mới ken ken mà chưa chạy luôn, có thể chạy khoảng 100 cây hoặc là mấy 100 ngoài cây đổ lại thì có cho 25 triệu hay là hơn chút thôi, chứ không có thể nào lên 30 được. Tại vì cái cơ bản con Winner X bây giờ là nó đã có giá là 36-37 triệu là giấy tờ luôn rồi anh em ạ. Nên khả năng là xe chiếc này mà bán ra thì cũng trả được nhiều tiền. Nhưng mà đối với mình xác định mà chiếc xe này mình đã mua thì mình để mình đi làm, mình xác định mình chạy công việc, mình đi làm đấy cày, chứ không phải là mua để bán anh em, nên cũng chưa có tư tưởng đó đâu. Đó, thì cũng có nhiều bạn chê mình sao có chiếc xe quay lập hoài. Thì cái cơ bản là mình đã nói từ đầu rồi, mình đã có một cái clip giới thiệu khá là lâu rồi, có thể mấy bạn theo dõi mình sau này á thì các bạn thấy mình hay quay chiếc này, sao đi quay chiếc khác. Cái cơ bản là mình còn công việc của mình nữa, mình có thời gian mà đi mượn xe người này người kia quay, làm từ thứ hai đến thứ bảy chủ nhật rảnh ngày thì kiếm clip nào, kiếm một cái video nào đó quay lên tương tác với các bạn trên kênh thôi. Chứ thật sự nếu mà thật sự để mà nói á là chuyên nghiệp hơn là phải review xe, mượn xe nhiều. Thì cái cơ bản thì mình cũng không phải là dân review xe, mình hỏi xe mình vừa rồi mình có review mấy chiếc đó. Thì mình còn không biết cái món trò chơi nó là gì nữa thì lấy gì để mà review anh em. Review người ta phải chuyên nghiệp, mình thì làm vui thôi, có gì mình quay đó anh em hiểu không. Nhưng mà nếu mà đúng dân review là rất là nhiều bạn, nhiều kênh review rồi, chứ mình cũng không phải đến mình phải review đó, họ khỏi có thể review những chiếc xe còn xịn hơn nữa. Mình đây là mình chỉ có quay những trải nghiệm chiếc xe của mình đó anh em ạ. Đó, mình có gì mình quay đó, chứ không có phải là mình nổ hay là chém gió gì anh em ơi. Có chém gió nhưng mà chém gió một chút nào đó thôi anh em ơi. Đấy, thì cơ bản thì đánh giá cái con chiếc Winner này mình khá là chăm sóc và yêu thương nó, kiểu giống như là người yêu mình vậy anh em ạ. Nó từ nhớt như là thay nhớt nè, dùng xin gì rửa xe, vệ sinh xe, nói chung là mình khá là kỹ trong cái vấn đề mà mình chăm sóc chiếc xe này của mình. Nên á, mình rất là gọi là sao ta, với lại chiếc xe này là chiếc xe mà mình khi ra trường mình đi làm mình nhận dụng mình mua được chiếc xe này. Đấy, thì mình khá là tôn trân trọng á. Kể cả sau này nếu mà lỡ mà có mua xe khác thì chiếc xe này cũng là làm xe cái anh em ạ. Xe cái là sao? Nhưng là để gọi là để không có bán để giữ làm kỷ niệm, để đi đâu đi chơi hoặc đi cà phê là cái xách trên này đi đấy, làm xe cái luôn. Vì cơ bản cũng không có tiền mua xe mới đâu anh em ơi. Buổi sáng giọng nghe hơi bị cảm anh em thông cảm nha, nghe hơi khó nghe đấy.
với lại cái mic mình để sát ngay cái chỗ mình nói chuyện đó anh em, nên khả năng là cái hơi thở nó phà vô gây anh em khó chịu. Đây, ok. Thì chiếc xe này thì mình review với lại mình chia sẻ rất là nhiều, thì cơ bản cũng chả có gì để review anh em ạ. Cơ bản thì chiếc xe này của mình thì cũng chả có gì để review, lên vài con nóc titan màu mè xong rồi quay bậy quay bạ thôi chứ có độ gì đâu anh em ơi, xe zin hoàn toàn. Thì cơ bản là mình mua chiếc xe này á chủ yếu là để mình đi làm nha anh em. Còn cái dòng V1 này thì mình thấy cơ bản thì cái đời trước thì cơ bản thì nó thấy nó cũng gọi là đẹp thôi anh em ạ, gọi là trong tầm tay với đấy, đẹp. Thì lúc đó giá của mình mua cũng khoảng gần 50 triệu rồi, 50 triệu lúc đó không có đủ tiền mua Accenter. Hồi xưa cũng phải Accenter trẻ mà anh em, ở thời này chiếc này mới ra thì nó còn giá nó còn rẻ hơn thì ok. Đó, thì thấy nó tầm giá tiền của mình mà thấy Honda chắc nó cũng bền, kiểu kiểu vậy. Nhưng thật sự cái độ bền của xe mình chạy thì phụ thuộc vào cái người chủ anh em ơi. Như mình đây mình chạy xe 4 năm mà mình xe của mình vẫn còn ngon chán nha anh em ạ. Nói chung thẳng ra là vẫn còn ok lắm nha, xe cưng mà. Thì thay nhớt rồi không có thay nhớt xịn anh em ạ. Nói chung là mình rất là kỹ về cái vấn đề về chăm sóc xe. À, chủ yếu là do mình có thể mình quá trình mình chạy hơi ẩu, mình bị bể dàn áo hay là đi vô ổ gà vô tình ấy, vô tình nó bộ lọt vô ổ gà thì cái tim phụng bị xì đấy, cái nó chung chưa có đâu nhưng mà tương lai trong xe có thôi. Nhưng mà mấy cái vấn đề đó mình khắc phục sau, còn nói về máy móc thì mình khá là kỹ về vấn đề chăm sóc nữa. Giờ nước sơn nó cũng vậy, nước sơn mình cũng chịu khó rất là đánh bóng anh em ạ. Xe màu trắng à, không đánh bóng là smooth là nó ổ vàng thấy ghê lắm. Ơi, à, đây có mấy anh công an này anh em này. Thấy sáng ra là có lúa rồi thấy không? Đấy. Sáng ra là có lúa này, đây nữa nè. À, giao với anh chứa gì mà đứng một núi chết em luôn. Đấy công an này anh em thấy không? Nói hầu như là sáng nào mấy cha cũng đứng đó hết á. Ngay cái khúc ngã tư MK này nè. Anh em nào mà đi ngay ngã tư MK là cũng sẽ biết thôi, hầu như nào lúc nào nó cũng đứng ngay góc đó đấy. Thì thôi chấp nhận thôi anh em ơi, nó mà lụm vô thì đút lót đưa tiền nữa chứ sao giờ. Rồi quay lại cái chủ đề anh em ạ, xe thì nói chung là phải chịu khó bảo dưỡng anh em ơi, mà với cái dòng này mình đi rồi mình xác định để mình đi luôn chứ nó không phải để bán nha. Với lại anh em biết làm sao là mình lại lựa chọn chiếc xe này không? Vì hồi xưa anh em, chiếc xe này mới ra thì thấy nó cũng gọi là hot, chạy ra đường thấy ai cũng nhìn nó lạ đấy. Với lại cái dàn chân thì nó khá là cứng cáp hơn chiếc Accenter, với lại nó gầm nó cao anh em ơi, dàn chân nó cao ráo, mình thì lại tướng cao á, nên là mình chắc là mình thấy hot với chiếc này đấy, nên là mình mua chiếc này để chạy đi làm. Thì xưa cũng đã xác định là định mua mấy chiếc quay thì đi anh em ạ. Nhưng mà mình trong đầu mình nói về việc là mình hay sao sáng ra công an lắm thế nhờ. Nói thấy không? Nói về việc là mình không có xe quay, cái đó là điều đúng rồi. Thì cái công việc của mình có thể mình phải có một cái công việc riêng anh em, cái này chỉ là đam mê thôi, thì mình quay thêm vui thôi. Chứ thật sự nếu mà xác định là để mà tiền ở trên nền tảng YouTube này thì mình nghĩ phải đầu tư rất là nhiều đấy. Đầu tư về mặt nội dung nè, kiến thức nè, đầu tư về mặt giọng nói nè, nói chung là khá là nhiều luôn. Mình thì những yếu tố đó mình thì nửa vơi vơi anh em ơi. Cái nào có chút à, giọng nói thì chắc chắn là không có rồi. Đấy. Nên khi mình mà muốn có thời gian quay nhiều hơn để lại không có nội dung, nhưng mà chú tác động nhiều yếu tố, nội dung thì không sáng tạo được nội dung nên cái lượng người xem, cái lượng người theo dõi nó là ít rồi vậy thôi. Rồi suy cho cùng thì mình cứ quay vui thôi nha anh em. Mình thì mình có mỗi chiếc xe này để mình ví dụ như nó hư hỏng hư hóc gì nhiều thì mình sẽ sửa, giống như là mình sẽ
quay lên chia sẻ cho anh em nào mà đi dòng chúng mình. Winner X hoặc Winner V1 nó có một số cái bệnh như vậy, chia sẻ lên cho anh em biết thôi, chứ mình cũng chả có chỉ cách khắc phục đâu. Nếu mà chỉ đúng thì chỉ, chứ chỉ tầm bậy là mình không bao giờ chỉ anh em nha. Còn mình thì thích chạy phong cách kiển anh em ơi, ví dụ lên ốc titan hoặc lên vài cái, lên cái phuộc hay là dán bộ tem nào đó thì nó cũng gọi là đẹp đấy, nó đẹp, cho nó đẹp xe thôi, cho nó đẹp xe thôi anh em ạ. Thôi thì nói chung là cái video hôm nay mình chỉ có một chút chạy lòng về như vậy đó. Chiếc xe Winner của mình nói chung đi làm hàng ngày thì cơ bản này có chung là khá là bền với mình. Theo năm tháng rồi mình sẽ cố gắng ra nhiều clip hay hơn thôi. Hay hơn thì không biết, hứa trước được. Mình còn có công việc khá là nhiều, mình còn chưa tập trung vào bên cái mạng này chuyên môn được, nên mình cũng sẽ ra clip đều. Có thể mình sẽ ra clip về một số cái vlog mình chia sẻ ở trên mạng, và mình chia sẻ nhiều thứ ở ngoài hơn về cái mạng xe này. Xe này thì mình thấy ai cũng biết rồi, cũng không cần phải chia sẻ gì nhiều đâu. Rồi ok anh em nha. Thì buổi sáng nhẹ nhàng tình cảm vậy là một cái vlog để chia sẻ cho anh em như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nha. Hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào. Mình nghĩ